Thưa quý vị, vừa qua tại khu liên hợp thể thao Củ Long, thị trấn Thành Phú, huyện Thành Phú, công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Kinh Phong phối hợp chi đoàn đài phát thanh và truyền hình Bến Tre và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình trao bò vàng gửi ngàn yêu thương. Tại chương trình, công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Kinh Farm và các đơn vị đồng hành đã tiến hành trao chính con bò cùng chính bộ sản phẩm nhãn hiệu Godkin thuộc tập đoàn Kinh Farm cho chính hộ gia đình Hòa Dương có hoàn cảnh khó khăn thuộc chính quyền thành phố của tỉnh Bến Tre với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Kinh Farm Dương Văn Quân cho biết, Kinh Farm là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi. Không chỉ tập trung phát triển về kinh tế, tập đoàn Kinh Farm cũng luôn quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng an sinh xã hội. Kinh Farm thì đã tồn tại và phát triển 5 năm, năm nay trên thị trường dưới cái tên là Nhãn hàng Golden King. Chúng tôi mang sứ mệnh là giúp đỡ bà con nông dân có cuộc sống ngày càng phát triển hơn, tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay chọn bến tre là đơn vị để trao tặng 9 con bò kèm những bộ sản phẩm của tập đoàn vôn kinh mong muốn tạo một phần nào đó để giúp cho bà con có cuộc sống cải thiện tốt hơn cũng như là mang những sản phẩm của tập đoàn để lan tỏa đến bà con nông dân chăn nuôi đạt được hiệu quả cao trong cuộc sống Bến Tre là địa phương chiếm số lượng lớn dân số làm nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ngay từ đầu năm 2024. Qua thời gian tìm hiểu, tập đoàn King Farm đã chọn tỉnh là địa điểm thực hiện chương trình. Đây là một hoạt động có ý nghĩa lớn đối với các hộ dân lan tỏa giá trị tương thân tương ái của đơn vị tài trợ. Các hộ dân được nhận quà và bò từ chương trình xem đây là động lực để tập trung phát triển kinh tế, dương lên trong cuộc sống, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững tặng cho tôi con bò tôi rất là cảm ơn tôi xin hứa với bà con về nhà tài trợ tôi là chăm con bò thật là kỹ càng sau này để có nguồn vốn để tôi vượt qua khó nghèo hôm nay tôi được nhà tài trợ cho con bò bản thân tôi là rất mừng gia đình cứ ráng chăm sóc cho nó bò khỏe nặng có thêm thu nhập Hội đồng Hội Dương là đơn vị đồng hành hoạt động thiện nguyện trao bộ dạng gửi ngàn yêu thương do Tập đoàn Kinh Farm tổ chức hàng năm tại các tỉnh thành trên cả nước. Năm nay hoạt động hướng đến bà con Hội Dương tại Bến Tre nhằm hỗ trợ và chia sẻ với bà con, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế. Đây cũng là một cái dịp để mà giúp cho những cái người bà con họ Dương nghèo khó khăn trong tỉnh dương lên trong cái cuộc sống nhờ có cái cái chương trình này thì cũng mong rằng với một cái những cái món quà hết sức là ý nghĩa này bà con mình có thể là về sử dụng cho nó đúng với mục đích à, nuôi con bò nó nó mau lớn lên để sau này phát triển kinh tế. Chương trình trao bò vàng gửi ngàn yêu thương sẽ được phát sóng tại chương trình Việt Nam Thế Giới trên kênh VTC10 của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị tương thân tương ái với bà con trong và ngoài nước.